Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mà Đang Đi Thôi. Chiều nay thì anh em mình vừa mới tới được Sài Gòn và chọn ở lại một khách sạn tại quận 1 để tiện đi bộ tham quan khám phá nơi đây. Mặc dù đây là lần thứ 3 mình tới Sài Gòn, nhưng buổi tối ở nơi đây, đặc biệt là khu quận 1, mình còn chưa kịp khám phá hết các bạn ạ. Lần này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một số địa điểm vui chơi nhanh vào buổi tối ở khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là khu chợ ngầm Central Market. Central Market có địa chỉ nằm tại số 4 Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khu chợ ngầm Central Market rộng tới 11.000 m², nằm sâu dưới lòng đất công viên 23 tháng 9 tại quận 1. Và đây chính là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực tại nơi đây. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, du khách có thể dễ dàng đến và di chuyển sang các địa điểm hấp dẫn khác của Sài Gòn. Central Market thì cũng là một địa điểm mà các bạn có thể nên đến để tham quan trải nghiệm, nằm dưới tầng hầm. Ở đây cũng có trung tâm Bia Club các bạn. Đi sâu ở đây chúng ta sẽ có các gian hàng thời trang để bạn mua sắm. Địa điểm thứ hai, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành nằm giữa trung tâm quận 1, là khu chợ nổi tiếng bậc nhất của Sài Gòn bởi văn hóa mua bán nhộn nhịp và lịch sử hơn 100 năm tuổi. Bến Thành Market nằm ở trung tâm quận 1, khu vực đông đúc và hoa lệ bậc nhất của Sài Thành. Nằm gần nhiều điểm du lịch Sài Gòn nổi tiếng như Dinh Độc Lập, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố, v.v. và nhiều khách sạn 5 sao cao cấp, nên chợ Bến Thành thu hút rất đông du khách ghé đến. Chợ Bến Thành hình thành giữa thế kỷ thứ 19, trải qua thăng trầm của lịch sử, khu chợ này từ lâu đã trở thành biểu tượng cho văn hóa mua bán sôi động của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Cùng với sự phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ này cũng ngày càng nổi tiếng và đặc biệt thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài ghé đến tham quan. Người Việt Nam không xa lạ với những khu chợ đông đúc nhộn nhịp, nhưng với người nước ngoài thì đây lại là một nét văn hóa rất riêng. Vì vậy, khách du lịch ngoại quốc rất thích đến chợ mua sắm những món quà lưu niệm, thử món ăn đặc sản của Việt Nam. Dần dần, chợ Bến Thành trở thành biểu tượng nổi bật của Sài Thành, khiến ai đến thành phố này cũng muốn một lần được ghé qua. Chợ Bến Thành ban đầu được xây dựng vào thế kỷ 17 gần sông Bến Nghé để chào đón du khách và binh lính vào thành gia định. Đó cũng là lý do vì sao chợ được đặt tên là Bến Thành, tức là bến sông cộng với thành trì. Chợ Bến Thành có 4 cổng chính và 12 cổng phụ. Mỗi cổng chính nằm ở trên một con phố khác nhau và trưng bày nhiều mặt hàng thông dụng để du khách mua sắm. Cửa Nam chợ Bến Thành nằm trên đường Lê Lợi, đối diện với công viên Quách Thị Trang. Đây là cổng chính của chợ. Điểm nhấn của cổng chợ này là tháp đồng hồ ba mặt nổi tiếng. Lối vào thu hút nhiều khách tham quan với những gian hàng bán đủ các loại mặt hàng, chủ yếu là vải vóc và thực phẩm khô. Cửa Đông chợ Bến Thành nằm trên đường Phan Bội Châu, là thiên đường cho những người đam mê mỹ phẩm. Các gian hàng tại đây bán đa dạng các sản phẩm chăm sóc cơ thể, da và tóc. Cửa Tây chợ Bến Thành nằm trên đường Phan Chu Trinh. Cổng này có nhiều sạp bán giày dép, đồ thủ công và đồ lưu niệm. Cửa Bắc chợ Bến Thành nằm trên đường Lê Thánh Tông, cổng này bán nhiều loại hoa quả tươi và trái cây nhiệt đới. Thời gian mở cửa của chợ Bến Thành là từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm và sẽ chia làm 2 khung giờ từ 6 giờ tới 18 giờ là cho chợ ban ngày và từ 18 giờ đến 22 giờ là chợ ban đêm các bạn ạ. Rồi, xin chào các bạn, đây là những không gian của trung tâm chợ Bến Thành các bạn nha. Hiện tại đây người ta đã quay lại một thành mới khu, thành mới khu vực cách xa đường như này, thì để mà người dân có đứng lại chụp ảnh hoặc là du khách chụp ảnh thì cũng rất là tiện các bạn ạ. Đó, có thể là vui chơi này, chợ Bến Thành mới đây, rất là đẹp luôn. Buổi tối lên đèn rất là đẹp các bạn. Xin chào các bạn nha, hiện tại mình đang đứng ở đây đó là giữa trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Là khu hành chính của thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đằng sau các bạn kia là của Nguyễn Huệ các bạn nhá. Đây là công viên và tượng đài Hồ Chí Minh. Đối diện với cả đường đi phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hôm nay thì vào ngày thường nên là phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn có xe đi qua các bạn. Địa điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào đúng dịp lễ 30 tháng 4
năm 2015 với hai khu vực chính là quảng trường Nguyễn Huệ kéo dài từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng và công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo dài từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi. Tổng chiều dài của phố đi bộ là 670m và chiều rộng là 64m với toàn bộ khu vực quảng trường đường lát đá granite. Khi đến đây, bạn sẽ thấy những hàng cây rậm bóng mát và vô số loài hoa đua nhau khoe sắc. Con đường này vốn là huyết mạch trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây và mỗi dịp lễ Tết, con phố này chính là điểm tổ chức triển lãm đường hoa được rất nhiều du khách thập phương quan tâm và sau này được phát triển thành phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều công trình phục vụ nhu cầu tham quan và giải trí của khách. Địa điểm này không chỉ thu hút đông đảo khách du lịch đến check-in mà còn là nơi tụ tập của giới trẻ xoay thành. Chính vì vậy, và mỗi dịp cuối tuần, nơi đây sẽ vô cùng đông đúc với bầu không khí nhộn nhịp của các hoạt động giải trí thú vị và nhiều tiết mục văn nghệ đường phố vui tươi. Ngoài ra, bạn cũng có thể khám phá thiên đường ẩm thực ở Sài Gòn với các món ăn vặt hấp dẫn. Có thể nói, phố đi bộ ngày càng được nâng cấp cảnh quan và trở thành biểu tượng du lịch của thành phố mang tên Bác. Chào bạn nha. Hôm nay tối ở Sài Gòn cùng em mình đi ăn cơm sân bị trái các bạn ạ. Và ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Còn mình là 65.000, có một lúc thế. Còn mắc canh 15.000 nữa, tổng 80.000 nha. 80.000 với suất cơm như là mình đánh giá là ok các bạn. Mặt tiền rồi. Mà với giá cả như này là rất là hợp lý đấy. Ok, ăn của mình nhá. Ok, cơm của mình này cũng rất là nhiều sườn. Rất là nhiều sườn các bạn nhé. Một chú ốc len, bì, mắt canh, có cả tôm luôn đấy các bạn. Mắt canh, mắt tôm nhé, rất là ngon. Sườn này. Và điểm đến thứ tư mình muốn giới thiệu với bạn đó chính là Bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích kiến trúc bảo tàng nằm bên sông Sài Gòn, thuộc quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây từng là trụ sở của hãng vận tải Mississippi Maritime tại Sài Gòn từ năm 1864 đến năm 1955 của Pháp. Ngày nay, địa danh này được biết đến nhiều do tại đây có cụm di tích kiến trúc đánh dấu sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xuống con tàu Amira Latouche Chevalier làm phụ bếp để có điều kiện sang châu Âu, mở đầu hành trình cách mạng của mình. Do đó, từ năm 1975, cụm di tích kiến trúc Thương Cảng Nhà Rồng đã được nhà nước Việt Nam xây dựng lại thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh và ngày 5 tháng 6 được chọn là ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở Việt Nam. À, xin chào bạn nha, hiện tại mình đang ở Bến Nhà Rồng. Tòa này mới phong năm ở sông Sài Gòn đây các bạn. Đó. Bến Nhà Rồng ở phía bên kia đúng không? Kia, phía bên kia xa xa kìa các bạn. Đây có chiếc tàu trên sông Sài Gòn du thuyền này, rất là đẹp các bạn. Đó. Du thuyền trên sông Sài Gòn rất là to. Và đây là bãi du thuyền các bạn ạ. Ban ngày các bạn có thể thuê những cái thuyền này để đi một vòng sông Sài Gòn. Rồi, xin chào bạn nha. Địa điểm tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khi các bạn đến đây tham quan du lịch. Đó chính là sau mình đây chính là Bến Nhà Rồng tại sông Sài Gòn. Nơi đây vào ngày 5 tháng 6 năm 1911 thì Bác Hồ đã ra đi và tìm đường cứu nước. Ok, và đây là toàn cảnh Bến Nhà Rồng các bạn nha. Cùng mình muốn giới thiệu với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ không thể bỏ qua, đó chính là phố đi bộ Bùi Viện. Vốn đã nổi tiếng với các hàng quán, bar club sôi động xuyên đêm, phố đi bộ Bùi Viện trở thành một tụ điểm vui chơi giải trí vô cùng quen thuộc của giới trẻ, đặc biệt với các du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những tín đồ ưa thích sự náo nhiệt và sầm uất.
Phố đi bộ Bùi Viện là một khu vui chơi nổi tiếng và vô cùng nhộn nhịp của giới trẻ Sài Gòn. Con phố có chiều dài khoảng 850m, nằm trên đường Bùi Viện giao với đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão và Đỗ Quang Đạt, thuộc đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xưa kia, nơi này được người dân biết đến với tên gọi là ngã tư quốc tế, khu vực 5, con đường xung quanh rạp công nhân và là điểm đến quen thuộc của ký giả trong và ngoài nước. Trải qua một thời gian dài im ắng sau khi đất nước thống nhất, khu phố đã dần hồi sinh và trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch từ mọi nơi trên thế giới. Hiện nay, đa phần các cơ sở kinh doanh tại phố đi bộ Bùi Viện đều hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm quán ăn, quán cà phê, các quầy bar, pub, karaoke hay khách sạn. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các dịch vụ thiết yếu như hiệu thuốc, cơ sở chăm sóc sức khỏe hay điểm cho thuê xe máy. Tất cả các cơ sở kinh doanh này gần như đều mở cửa xuyên đêm để có thể phục vụ du khách bốn phương. Dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, hòa cùng những giai điệu âm nhạc rộn ràng, đến với phố Tây Bùi Viện, chắc chắn các bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời về không khí nhộn nhịp, sôi động đặc trưng của Sài Gòn về đêm. Theo mình được biết thì phố đi bộ Bùi Viện hầu như ngày nào cũng sẽ mở cửa, nhưng chỉ có cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật thì mới cấm các phương tiện lưu thông từ 19 giờ tới 2 giờ sáng. Vì vậy, để các bạn vui chơi được thoải mái và an toàn nhất thì mình khuyên các bạn đến tới đây vào 2 ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật. I'm going through hell, I'm fake like I'm